Lạ đời sao Vbiz từ chối nhận giải thưởng. Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà nói không với danh hiệu của Mỹ Linh, Hồng Nhung. Đang trường chuẩn ông Hoàng rút tên, cứ có đề cử là rút. Hà Anh Tuấn luôn có lối đi riêng. Cách đây 5 năm, Tuấn đã xin phép tất cả các giải thưởng Việt Nam Tuấn không nhận giải thưởng nữa. Bởi vì đơn giản thôi, Tuấn thấy mình thoải mái và hạnh phúc hơn khi ngồi dưới và nhìn những người đồng nghiệp của mình được vinh danh cho những giọt mồ hôi. Giải thưởng là một trong những đích đến lớn nhất của các ngôi sao. Đây cũng là thành tựu sẽ theo họ suốt đời dù sự nghiệp của họ có thăng trầm ra sao. Ấy thế mà vẫn có những người chê giải thưởng đấy. Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn vừa nhận được giải thưởng đặc biệt tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh vừa diễn ra, nhờ vào thành công lớn của live concert Chân Trời Rực Rỡ mà anh đã tổ chức. Giải đặc biệt được trao dựa vào các yếu tố, khuynh hướng, dự án, âm nhạc phát sinh nhất thời trong năm, chỉ được công bố vào phút chót. Đứng trên sân khấu nhận giải, Hà Anh Tuấn đã phát biểu cực kỳ ý nghĩa rằng, cách đây 5 năm, Tuấn đã xin phép tất cả các giải thưởng ở Việt Nam rằng Tuấn không nhận giải thưởng nữa. Bởi vì đơn giản thôi, Tuấn thấy mình thoải mái và hạnh phúc hơn khi ngồi ở dưới, nhìn các đồng nghiệp của mình được vinh danh cho những giọt mồ hôi của họ. Tuấn nguyện mãi mãi là khán giả trung thành của âm nhạc Việt Nam. Đúng là trước đây nam ca sĩ này đã từng xin phép được đứng ngoài tất cả các giải thưởng âm nhạc thường niên trong nước, anh hoàn toàn tập trung vào theo đuổi âm nhạc theo cách của riêng mình. Không cần xuất hiện thường xuyên hay nhận được giải thưởng, cái tên Hà Anh Tuấn vẫn sáng chói trên bản đồ âm nhạc Việt Nam với rất nhiều thành tích đáng nể. Khán giả vẫn luôn đánh giá cao tư duy âm nhạc và cách hoạt động của Hà Anh Tuấn, lần này cũng lại một lần nữa gật gù mà ngợi khen đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Trước đây vì mục đích tìm ra những gương mặt sẽ nối nước bốn diva hàng đầu Việt Nam là Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Trần Thu Hà, thế nên một tờ báo đã phát động cuộc bình chọn mang tên diva thế hệ mới. Ngay khi khởi xướng giải thưởng này đã vấp phải nhiều bình luận trái chiều, dù vậy ban tổ chức vẫn cho ra 13 đề cử tiêu biểu, trong đó có những cái tên nổi bật như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Đoàn Trang, Thu Minh. Thế nhưng đề cử vừa ra là Thanh Thảo đã vội vàng xin rút lui vì cảm thấy không xứng đáng, Hồ Ngọc Hà nối bước vì tự cảm thấy chưa có đóng góp gì cho ngành nghệ thuật. Ngay cả cái tên được đặt kỳ vọng lớn nhất là Mỹ Tâm cũng nhanh chóng gửi văn bản xin rút lui vì cảm thấy không đáp ứng được tiêu chí cuộc bình chọn. Sự rút lui của ba ngôi sao trên được đánh giá là cực kỳ thông minh, vì sau đó khi có kết quả thì khán giả cũng không công nhận. Và cho tới nay diva của làng nhạc Việt vẫn chỉ có 4 cái tên chị đại kia mà thôi. Anh Bo Đan Trường là một nghệ sĩ lớn trong Vbiz, suốt hành trình ca hát anh đã tích góp được không ít giải thưởng lớn đấy nha. Nhưng sau khi đã đạt tới đỉnh danh vọng, Đan Trường đã nhường sân chơi cho đàn em bằng cách thường xuyên rút tên khỏi các giải thưởng âm nhạc lớn, ngay khi thấy mình được đề cử. Năm 2008, Đan Trường rút tên khỏi danh sách top 19 ca sĩ được yêu thích nhất. Tới năm 2012 thì anh lại tiếp tục xin rút tên khỏi đề cử ca sĩ được yêu thích nhất tại HTV Awards sau 3 năm liền nhận giải. Kể từ đó, nam ca sĩ vẫn ca hát cho tới hiện tại, nhưng anh cũng không còn xuất hiện ở sân khấu trao giải nào nữa. Đàm Vĩnh Hưng cũng từng gây chấn động khi xin rút tên tại giải thưởng Làn Sóng Xanh năm 2012 với lý do cá nhân. Dù năm đó anh là ứng cử viên cho 2 hạng mục ca sĩ của năm và top 10 ca sĩ được yêu thích nhất. Kể từ đó Mr. Đàm cũng không còn mặn mà với các giải thưởng nữa, anh hầu như vắng bóng khỏi các lễ trao giải, chỉ tập trung cho các hoạt động ca hát và show diễn của mình. Nhưng dù là thế thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn là tên tuổi lớn trong Vbiz. Không cần có những chiếc cúp công nhận từ một hội đồng nào đó, thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn là ông hoàng nhạc Việt với rất nhiều hit đình đám, được khán giả nhiều lứa tuổi yêu thích.